Còn 5 thùng này á, một là ở bệnh viện cũ là bây giờ là sẵn nhi. Dạ. Rồi cái chỗ thứ hai nữa là ở chỗ tim mạch. Dạ. Rồi thứ ba nữa là chỗ mà dưỡng lão của thành phố. Dạ. Rồi thứ tư nữa là trung tâm bảo vệ người già là trẻ em. Dạ. À, hết. Ở đây chỗ nữa là 5 chỗ à, chú. Dạ. Đúng rồi. 5 chỗ. Vậy là 5 thùng đó là 4 chỗ, còn ở đây là 5 thùng còn lại là mình sẽ cho ở đây. Cho đây 5 thùng, trước này là mình cho ở đây luôn hết không? Dạ. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình đi theo chân của chị Lan đây, là hôm bữa có lên chồng của mình chơi một lần rồi. Thì hôm nay là theo chân của chị Lan đến đây là cái công viên cái gì chị sẽ chôm hai Mỹ Phước Long Xuyên. Thì đây đến nhà của cô Quỳnh Chi đó, để nấu nồi cháo các bạn để làm từ thiện cho bệnh viện với lại viện dưỡng lão rồi đó cả nhà. Thì hôm nay thì mình sẽ vô để theo dõi cô hôm nay là nấu cháo nhiều ích để đi phát cho bà con ở bệnh viện nha. Rồi bây giờ thì mình vô nghe chị này, vô đi coi cho chị. Dạ con chào mấy cô. Dạ. Dạ, con. Dạ, dạ. Hôm nay là mình nấu cháo gì con Chi? Mình nấu cháo thịt và bỏ cái nấu qua mình xe cải trước để đem ra ngoài kia trước. Bây giờ mình lấy cái mâm này có thể cầm đưa dạ. Đây chị Đăng đang quay ha. Dạ. Ok, nở rồi bỏ xe vô trước đi. Đang nói vậy chị chưa quay này đang bắt đầu phát á gì chị Chi? Đây là cô Chi nè, đang phát rồi không? Dạ đang. Đây là nước ngô để phụ cô Chi xây mặt lại xây cũ là gót nha. Cái máy mình để xây nhà cả nhà. Má các con hạt tên của anh Nhân đến Nguyễn Lan, đang lên Lan Nguyễn, đang Nguyễn. Cái này là máy này là của chị tài trợ chị Lan. Dạ chị với anh Hoàng Nguyễn. Dạ. Là điểm với chị Lo đó. Ở nhà là hai anh chị mới đúng rồi, lên chòi của em đó là chị với anh đó Hùng với nhau bữa nào cho dạ, chị bữa nào cô đi nè chơi. Cái này là mình nấu nhiều hay ít cô Chi? Cái lượng nó nấu bình thường mà không có chay đó, đó mình nấu là 25 kg gạo, 12 kg thịt, 10 kg củ cải đỏ, 4 kg củ hành tiêu. Rồi bột ngọt nó thì ít lắm. Chị Chi ở đây người ta kêu mà cho vô coi bấm thêm mình còn đỡ. Cái này là mình bỏ vô rồi chờ 10 quá rồi. Đó. Cái mâm cải đỏ đẹp quá chị Chi ơi. Cái này mình quay củ cải đỏ mình bỏ vô trước để khi là cháo nó nhừ cải nó cũng ngọt. Cái chất bổ dưỡng nó sẽ đưa ra nhiều hơn. Củ cải đỏ mà mình nấu củ cải đỏ của Đà Lạt chứ không có nấu loại cải Trung Quốc nha. Mình nấu nồi cháo này giống như là của mình ăn vậy chứ không phải là nấu mà nó ẩu nó tả. Cái dinh dưỡng này cũng do từ ở trong bệnh viện bác sĩ khi mình đi học cái khóa nấu dinh dưỡng và an toàn thực phẩm rồi mình mới về mình nấu. Cái này là ngày nào cũng như cũng làm hết hả cô Chi? Cô Chi cũng ước ao ngày nào cũng làm nhưng mà kinh phí không có. Cho nên một tháng thì cô Chi chỉ có nấu là 4 ngày, là chiều thứ 7. Mà hôm nay đột xuất có các em tới, cô Chi nấu thêm ngày thứ 4. Đó. Tại vì cái kinh phí của mình nó không có đủ. Còn cô Chi chỉ nấu ngày một tháng chỉ có 4 lần là ngày thứ 7 thôi. Đó. Chứ nếu mà kinh phí có thì cô Chi cũng ước ao có được kinh phí thì chúng ta sẽ nấu mỗi ngày. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là từ ngày cô Chi nấu đến nay là 41 năm. Cô Chi chưa bao giờ xin tiền cô bác nào. Cho nên những clip mà các em đến đây để vui chơi thì cô Chi rất mừng để đón tiếp. Nhưng mà cô không có phải mà lên clip để mà xin tiền. Nhưng mà cô muốn lên clip này á để nó có nhiều cái trái tim yêu thương tất cả các nơi đóng góp lại để chúng ta cũng giống như nối dòng tay lớn để mà có nhiều cái điểm tình thương giống như của cô Quỳnh Chi đây để mà chia sẻ cái niềm vui nỗi khổ của những người sống xung quanh mình. Đó là cô Chi mới đặt cho cái thương hiệu của nồi cháo mình là nồi cháo tình thương. Mấy em thấy không, một cái mùa Covid vừa qua mình ở nhà tất cả các công việc sinh nhai cơm áo gạo tiền đều ngưng trệ lại hết. Thì trong thời gian đó chúng ta được ngắm nhìn, chúng ta thấy cuộc sống cơm áo gạo tiền ai cũng cần, nhưng mà cái cần nhất và cái quan trọng nhất của con người của chúng ta là tình thương chứ gì, đúng không? Ở đâu có tình thương là chúng ta sẽ thấy có hòa bình và yêu thương. Bởi vậy cho cô Chi mong muốn rằng anh chị em cô bác nào mà được xem clip
thì Quỳnh Kim mong rằng chúng ta cùng nhau chung tay đi chung con đường thiện nguyện để đem tình thương, tuy rằng nó rất là nhỏ bé nhưng mà có thể nói rằng nó sẽ là cái niềm vui cho con người, tạo thêm một cái động lực. Ví dụ như mình đến bệnh viện thì thấy những người đi nuôi bệnh viện, những thân nhân, những người bệnh nhân mà họ được một cái phần cháo dinh dưỡng đầy đủ thì họ cũng rất là vui mừng. Có những người không phải họ không có tiền mua nhưng mà cái điều kiện mắc căn bệnh là cái gì họ không có thể đi mua được. Vì vậy cho nên cô Di là cái nồi cháo tình thương này á, là với nhiều cái trái tim yêu thương, với nhiều cái vật chất của nhiều thân nhân ủng hộ. Điển hình như ngày xưa Di nấu cực lắm, để bằng thịt đồ ra mười mấy ký thịt bạch cực lắm, mấy tiếng một. Nhưng mà ngày trời cũng thương cho gặp được đó là Nguyễn Lan, đã thấy cái cực khổ và muốn nâng cao cái sự nó là sức khỏe của cộng đoàn đó là ở trong nấu cháo này. Cho nên Nguyễn Lan với em Dì đó đã cho cô Di cái máy sắc thịt này. Nếu mà không có cho cái máy thì cải đỏ này nó là sao? Nếu không cho thì cải đỏ này sắc. Thì vừa cái công đoạn mà nếu Nguyễn Lan và cái người ân nhân của bạn Nguyễn Lan không tài trợ đó thì cái tổ của Quỳnh Chi á không có thể khỏe được như thế này. Cực lắm. Mà đông lắm mà cực lắm, bởi vì thịt mình bằm cả một vấn đề. Củ cải cũng phải bằm luôn. Tự nhiên em làm em mừng cái ghê luôn. Tại vì tặng chị mà được việc. Hiếu ơi vô lấy củ cải ra Hiếu ơi. Đó, thành ra cái clip này quay lên thì nó có những cái ý tưởng mà cô Chi mong gửi cho những người nào tham dự được thì nên nghĩa là chúng ta cùng nhau đi chung một cái con đường mang tên là thiện nguyện. Mà hành trang của chúng ta đó, hành trang của chúng ta đó là tình thương. Ok phải không? Có vậy đó ha. Từ bây giờ đó mà giờ là chia sẻ tỏ lòng của cô Chi đi làm thiện nguyện cả nhà. Thì đây là những cái chi phí này á là cô Chi tự xuất ra đó, cô Chi còn ai? Cô Chi xuất ra là thiếu đủ gì đó, cuối tháng cô Chi xuất ra. Còn cái việc mà ân nhân ủng hộ thì cũng có những ân nhân ủng hộ cho cô Chi nữa. Bạn cô Chi ở thành phố một số nơi như là chẳng hạn như ở là Liên Kiều, là mẹ của MC Chí Cường đó. Chị thấy rồi bên Tiên Phúc, rồi em Bích của Mát Tiền Hưng đó, rồi em Quyền Cảnh Nhà nè, rồi em Đọc, rồi em Hiệp, em Vân. Nói chung là người ta một người 500, 300, 1 triệu. Bởi vì cái kinh phí của mình như vậy nè, một tháng cô Chi nấu chỉ có 4 lần thôi. Chị nhưng mà kinh phí ngừng lại không? Đặng mà là khoảng đó đó. Thì mình nói mà thịt xay lấy đây không? Đó, bây giờ là mình xay thịt. Cái máy này không phải gọi là máy xay mà là máy cắt thịt, bởi vì nó có nhiều cái công cụ mà để cho chúng ta cắt ra, muốn cắt thịt lớn, cắt nhỏ, cắt. Máy này mua ở thành phố Long Xuyên thì không có, mà nhờ Nguyễn Lan đã nghiên cứu theo cái nhu cầu của Quỳnh Chi nói cho nên mới được là cái máy như thế này. Những máy này là quá dễ thương cô Chi. Được lắm, các bạn không có cái máy này chắc có lẽ là năm rồi để giải nghệ rồi đó. Tại vì cái sức khỏe của cô Chi cũng em thấy chị phát trực tiếp mà bầm thịt cực khổ quá à. Đó, để là tự nhiên cái rồi cải đỏ nên tính đi quá trời nhiều người. Bởi vậy những cái ra nhờ có Nguyễn Lan ở đây có bán nữa mà không bằng máy này chị không mua. Nó không có giống như vậy, phải bỏ vô để còn hết thịt làm sao mua trên Sài Gòn. Ở đây là cái nồi cháo đó nha cả nhà. Đây bắt cái bếp lửa cái nồi cháo, bây giờ mình sẽ đi qua bỏ cho đi giao cháo đi ha. Chị nói tiếp chữ mà shipper luôn. Đây một cái nồi cháo rất là to luôn á cả nhà. Thì ở đây mấy chú nó đẩy củ cà gót vô rồi nè. Nó đang sôi ục ục ục. Nó đó là cái cây quậy cháo đó, tại vì cái nồi quá trời bự nên phải dùng cái cây quậy cháo bự như thế mới quậy mới khuấy cái nồi cháo này lên được nha. Nó còn bên đây á mấy cô đang cho gạo. Cái này là 25 kg gạo hồi nãy cô Chi rất là bỏ muối vô không hả? Vô. Cái này là mình phải bỏ muối luôn cho nó coi. Vô nước đầu rồi cho nó bị cháy rồi cho nó ra hết rồi đó mình. Rồi văng gạo ra ngoài. Ủa là Nhi đâu này đấy? Trời lâu lâu chị đi chị nhà chích được như vậy.
chứ đừng có cái dầu mạnh đó. Cho nó lên này ăn sợ nó dâng gạo. Mình cho mình bỏ cái nước đầu xong rồi mình mới để nước vô mình cho nó ha cô ha. Cho tôi vô đó, vô với đặng tôi được vô YouTube. Hiếu cười tôi kìa. Cái này mình cho muối thì để chi vậy cô? Cho nó đừng chấm hết. Em vô gạo nhà ăn cơm vậy nó em để muối vô gạo, nó cũng vậy. Là gạo cũ các em cũng phải khi mình sợ gạo chỉ quậy sau nó muối khi rửa á, chị để vô gáo rồi mới quậy. Để cho gáo được chưa? Tắt lên rồi. Tắt đây, tắt đây. Nhà Phú buông đi đi Phú. Nó đi. Kệ anh bán đổ vô nồi cháo cho. Quy nồi cháo. Này mình khoảng nhiều tiếng mới chín à? Hai tiếng mấy nè. Cậu lấy cái cây ra để lên đây con dập. Khổ quá. Nóng, nóng lắm. Đừng văng lắm nha. Ui. Bây giờ thì cô sẽ bỏ thịt với lại củ hành đồ vô nha cả nhà. Ô cháo nó đã nhừng hết rồi nè. Ngon ghê luôn. Chưa nhừng. Chưa nhừng hung hả chú? Chưa nhừng hung. Phải vô nước nữa chứ đâu phải vậy đâu. Dạ. Quá. Ủa sao nay bỏ thịt sớm vậy? Trời ơi nó nở tới. Nhừng rồi. Nó đổ nước sao? Để mình nước đó. Tranh thủ mình đi sớm mà. Bỏ này vô đặng đổ nước vô chứ chị. Đóng nè, đóng nè. Tiếp thêm vào cái méo rồi Phú. Bưng 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 cái méo rồi để vô con. Bưng lấy sạc ra. Sát vô luôn, sát vô luôn. Sát cái nồi luôn. Nóng ha cô hai chú. Bởi vì phải làm cái cây nó dài dài á chú. Mới khuấy được. Vừa quá dài quá. Người vô khổng rồi đó. Dĩ đó ha. Con khổng rồi chú thịt luôn. Dạ. Đi lấy đá để gì liền. Dạ. Dài quá không có. Rồi chút rồi. Lấy miếng cháo lên. Lấy nước. Ở đây cô chú làm rất là sạch sẽ luôn nha cả nhà. Làm cho từ thiện nhưng mà nấu giống như là ở trong nhà ăn vậy đó. Còn như mình nấu mình ăn á. Dạ. Mình nấu mình ăn vậy đó. Mình đừng nghĩ từ thiện gì hết nha. Nhiều nước đi, sẵn ấy nuôi luôn em. Cái này là nó đặt lại hả chú? À, đặt lại. Dạ. Này nó mới hồi nãy thôi, vừa nãy không. Chín hả chú? Chín rồi. Giờ cô Chi sẽ nêm nghe cả nhà. Nóng nóng luôn. Quá quá quá. Nó sâu dữ vậy. Sâu rồi. Được rồi, được rồi. Chào chào phải lên. Xong rồi. Chào lên. À, nó chào là nó chín rồi. Sao vậy nó mới chất lượng. Múc được rồi. Vậy là đi được hát không chay. Được rồi. Múc giờ bắt đầu vô thùng. Bỏ rau vô. Múc vừa được hả chú? Để đầy nó sốc quá chú. 10 thùng hả? Đây là 10 thùng. Đủ 10 thùng. Đủ 10 thùng á. Đừng chỗ nào. Dạ. Thêm nữa là chú kẹp bên cô Hồng cũng luôn thêm xíu. Đây hả chú? Ừ, không thèm đó được. Chú kẹp. Lên thấy giá như vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ theo chân của cô Chi để đi đến bệnh viện á, chia ra để phát cho bà con nghe cả nhà. Đó. Bây giờ thì chú đang chạy xe, sẽ có một người ở sau để kéo xe theo cả nhà. Chứ mình chở xe không đang thì nó sẽ không hết đâu. Chứ lại nó cháo nó nóng á. Cho nên là mình phải chuyển bằng cái xe đó đó mới được. Rồi bây giờ mình xuất phát ha cô Chi. Xuất phát ha cô. Dạ. Dạ cô chạy trước đi.
anh Phú đang truyền những cái hùng cháo này vô trong đó nha cả nhà. Đó. Và bây giờ thì chú với mình cũng chuẩn bị phát nha cả nhà. Còn con Chi thì trong kia có một chuyện này. Còn chị Hai với lại chị Lan đó thì có công việc cho nên không có đi theo được. Bữa nay chỉ có ca thôi. Đây đây đây, đây. Dùng ly mũ này cả nhà, tại vì nhiều người không có cái cảm ơn đó. Có nắp không? Dạ, dạ không có nắp ly này, không có nắp. Bên đó thì múc cơm từ thiện nha cả nhà. Đa số giấc chiều này ta ăn cơm nhiều quá. Hai ba giác giác nào cũng được, có giờ muốn muốn ăn giác này cái cây giác nữa không có đem theo rồi. À, cây giác cháo ở đâu trồng hả? Hả? Cháo thịt con đây nè. Cháo thịt bà con qua đây nè. Cháo thịt bên đây nè nha. Cho ăn thoải mái. Dạ, hai thùng nữa đó nghe cả nhà. Cháo thịt bên đây nè cô ơi. Bên đây nè cháo. Cháo này không có đồ nè mấy cô. Múc cho khổ không có đồ này múc cho cô này nè. Cháo cháo qua cơm bên đây cháo bên đây. Cơm bên đây. Cơm bên đây. Cháo bên đây cơm bên kia. Còn nhiều lắm, còn tới 2 thùng nữa. Đây đây đây. Cái này cho cái ly bự. Cái này á. Bỏ vô bọc trước thì đúng rồi đó. Lấy cái nắp này rồi phô phô. Cháo thịt, cháo thịt. Cháo thịt. Phát là không có giới hạn cháo nghe cả nhà, thì muốn ăn nhiều thì múc nhiều, muốn ít thì múc ít, chứ không có giới hạn cháo. Hết hai thùng này, còn thùng nữa là hết nghe cả nhà. Đấy, con. Mở nắp lên, mở nắp lên. Không vô con thải rồi. Rồi, ok. Rồi, có nè. Chừng nào xong rồi cái đón mình ở trên này nha kẹt. Kẹt. Chừng nữa xong đón mình trên này. Rồi, rồi. Mình về mình tranh thủ một chút nè. Cầm áo cầm đi vậy. Thì từ nãy giờ mình với lại đoàn của
cô Chi đã phát cháo ở bệnh viện xong rồi nè cả nhà. Thì cái nồi cháo tình thương của cô Chi cũng đã hoàn thành xong. Nó hôm nay thì mình đến đây rất là vui luôn vì được theo chân cô Chi đi phát cháo từ thiện ở bệnh viện cho bà con. Thì mình cũng xin chúc cho cô Chi với lại đoàn thiệt là nhiều sức khỏe để tiếp chặng đường còn lại. Nói chung là rất là dài luôn từ đây đến về sau. Nếu mà có cơ hội thì con muốn xin quay lại để cùng cô đi những chặng đường sau nha cô ha. Dạ. Nếu... cô Chi xin cảm ơn nét sống đồng quê và nét sống đồng quê của tụi con. Chúc tụi con có sức khỏe để chúng ta hợp tác với nhau đem tình thương đến cho mọi người, cho xã hội mỗi ngày có một niềm vui thêm. Xin chào nhé. Rồi nếu mà cảm thấy video của gia đình mình hãy nhớ đăng ký và share ủng hộ kênh của mình nghe và chia sẻ để clip này được lan rộng, mọi người cùng chung tay, mỗi người có một tấm lòng để cùng đi chặng đường sau này với lại cô Quỳnh Chi. Đó, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video kỳ sau. Chào, bye bye.